Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Càn khôn nơ hư không, cho nên lão đại mới treo nó lên, không thể nào để nó thoát khỏi khống chế của bản thân. Thì ra là như vậy, lão đại đây là đang bảo vệ cho nhân tộc khác. Lão đại suy nghĩ chu đáo. Lão đại, ngươi có phát hiện ra một chuyện kỳ lạ hay không? Chuyện gì? Số lượng của hỗn độn ninh vương ở trong càn khôn nơ này hình như có gì đó không đúng. Ngươi cũng phát giác ra được rồi sao? Số lượng của hỗn độn ninh vương sao lại không đúng được chứ? Theo như tình báo lần này mà lão đại nắm giữ, càn khôn nơ lần này mở ra, sinh ra được 9 viên cực phẩm khai thiên đan. Trong đó có 6 viên đã nhận được tung tích. 3 viên còn lại tung tích không rõ. Càn khôn nơ đã trải qua 8 lần đại đạo diễn biến, có lẽ là lần thứ 9 cũng sắp đến rồi. Đợi sau khi lần đại đạo diễn biến, càn khôn nơ này sẽ bế quan rồi. Nhưng mà cái này thì có liên quan gì đến số lượng của hỗn độn ninh vương? Càn khôn nơ một khi bế quan, 3 viên ninh đan tung tích không rõ kia đã được định sẵn là không rơi vào trong tay của hai tộc Nhân và Mặc, chỉ có thể rơi vào trong tay của hỗn độn ninh tộc. Thậm chí có thể nói 3 viên ninh đan kia lúc này đang còn ở trong tay của hỗn độn ninh tộc, chỉ là không biết đang còn ở phương hướng nào mà thôi. Cho nên lão nhị nói, 3 viên ninh đan này bây giờ nếu như đang ở trên tay của hỗn độn ninh tộc, có phải nên sinh ra 3 vị hỗn độn ninh vương hay không? Không sai. Nhưng mà chúng ta từ khi đi vào càn khôn nơi cho đến bây giờ, hỗn độn ninh vương gặp được có bao nhiêu vị cơ chứ? Phía sau chỉ có một vị truy kích mà đến mà thôi. Lần sau càn khôn nơi mở, chỉ có 3 vị hỗn độn ninh vương mới được sinh ra. Nếu như dựa theo cách này để tính được, đây là khai thiên đan mà càn khôn nơi để lại. Hỗn độn ninh vương của càn khôn nơi nhiều hơn không dám nói, mấy chục vị thì cũng phải có. Tình hình trước mắt này là có liên quan gì hay sao? Không có, chỉ là tùy tiện trao đổi mà thôi. Có lẽ tác dụng của cực phẩm khai thiên đan đối với hỗn độn không thể nào lớn hơn chúng ta đã nghĩ. Nhưng mà hỗn độn thể vô tư vô trí, cho dù có thể luyện hóa linh đan cũng chưa chắc là trong chốc lát trưởng thành hỗn độn ninh vương. Chỉ là biến thành một vị hỗn độn ninh. Hỗn độn ninh có thực lực khá mạnh. Có lẽ là như vậy mới có thể giải thích được nguyên nhân tại sao cực phẩm khai thiên đan như vậy rơi vào trong tay của hỗn độn ninh tộc, cũng không sinh ra quá nhiều hỗn độn ninh vương. Sau đó, vị hỗn độn ninh vương kia vì một viên ninh đan, chưa chắc có thể để cho hỗn độn dưới trướng tấn thăng lên hỗn độn ninh vương, truy sát chúng ta cho đến bây giờ hay sao? Tóm lại chúng ta sẽ cướp lại, nếu như hắn truy sát thì kệ nó. Dương Khai: đúng là xui xẻo tám kiếp, tại sao lại gặp hắn ở đây? Người ở đây thì sao? Người lại không chạy hay sao? Cũng đúng, ở dưới pháp tắc không gian của ta, người muốn chạy cũng không chạy được. Cho rằng ta sẽ giơ tay đầu hàng hay sao? Cho người chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Tên này lại không giết ta. Lẽ nào Dương Khai hắn chỉ là vì muốn sỉ nhục ta thôi sao? Đúng là quá biến thái rồi.